Alright, các anh em ơi, có bây giờ các anh em thắc mắc là những cái nhân vật của chúng ta khi mở rương thì họ nói gì không? Hiện tại thì những cái nhân vật của chúng ta khi mở rương thì họ sẽ ngẫu nhiên nói một trong ba câu. Và những câu nói này khi mà chúng ta lắng nghe nó thực sự sâu sắc và có nhiều ý nghĩa. Và sau khi mà lắng nghe hết tất cả các câu nói của các nhân vật, mình cảm thấy vô cùng xúc động và muốn chia sẻ ngay với các anh em ngay bây giờ. Cái xúc động mạnh nhất đối với là mình đó chính là câu nói của Lôi Thần Raiden Shogun. Hả? Chỉ là một giấc mộng thoáng qua mà thôi. Bạn lấy đi, đối với tôi nó vô dụng. Hả? Là lời lẽ thận trọng, thái độ cứng nhắc. Có lẽ đây chính là lời nói của con rối Raiden, chứ không phải lời lẽ của Lôi Thần nói. Nhưng nó chỉ là một giấc mơ thì đúng là Lôi Thần rồi. Khi nhìn vào một vấn đề, một cái gì thì Lôi Thần luôn đánh giá nó có ngoại lệ, nó có phù hợp với lại vĩnh hằng hay không. Trong mắt của Raiden Shogun, mọi thứ chỉ là giấc mơ trong thoáng chốc. Không có ích gì khi theo đuổi những thứ bên ngoài của nhất tâm tịnh thổ, bởi vì mọi thứ sẽ bị mài mòn theo thời gian. Vì vậy, vĩnh viễn không bị giới hạn bởi thời gian mới chính là cái mục tiêu của Lôi Thần theo đuổi. Còn đối với lại vĩnh viễn thì khoảnh khắc tất nhiên là không có gì đáng nói. Cho dù là ánh sáng của khoảnh khắc, chúng ta ít nhất cũng có giây phút này. Lôi Thần đã đối mặt với lại nhiều mất mát và cô ấy cho rằng những cái gì thuộc về khoảnh khắc thì không hơn không kém chỉ là một giấc mơ. Trái tim của cô ấy chưa thức dậy khỏi những cái mất mát đau buồn. Và bi quan khép mình lại đó chính là màu chủ đạo của cô ấy. Người ấn tượng thứ hai đối với mình đó chính là John Lee, suy kim soạn ngọc. Thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá đối với lại người khác. Những thứ ngẫu nhiên có được cũng vô cùng tao nhã. Đây thực sự là một chuyến đi rất đáng giá. So sánh giữa Nham Vương Đế Quân với lại Lôi Thần, sự khác biệt tính cách rất là rõ ràng. Lôi Thần, người bi quan tìm cách trốn thoát hiện thực vì không thể nào chịu đựng nổi. Thì John Lee, người đã chứng kiến quá nhiều cái sự thay đổi của thế giới này, có thể bình tĩnh nhìn thấy sự thăng trầm của mọi thứ. Câu đầu tiên mình nhớ tới tục ngữ của Việt Nam mình, cũ người mới ta, thể hiện một cái sự trưởng thành và từng trải. Câu thứ hai là một chuyến đi rất là đáng giá. John Lee đã trải qua rất nhiều những cái thăng trầm của cuộc đời. Anh ta đã biết tận hưởng niềm vui và từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Cuộc sống này không phải là chúng ta tìm niềm vui nơi kho báu, nơi tận cùng của con đường, mà phải tìm niềm vui trên những cái hành trình, trên những cái chuyến đi. Nó truyền một cái tư duy tích cực đến cho chúng ta. Đúng là không thể nào thất vọng đối với là câu nói của John Lee. Và mình bất chợt nhớ tới câu nói của John Lee: một ngày nào đó cuộc hành trình này rồi cũng sẽ kết thúc, không cần bạn phải vội vàng. Hãy trải nghiệm nó, những điều thú vị của cuộc hành trình, chậm rãi thưởng thức những cái khoảnh khắc của thời gian. Ok, thực sự nhiều anh em lúc này nghĩ rằng những cái điều nói của John Lee thật sự rất là buồn tẻ, tẻ nhạt. Nhưng mà tin mình đi, đến một cái khoảng thời gian nào đó, các anh em sẽ nhìn ngắm mưa rơi và nghĩ rằng cuộc đời này đâu phải là một cuộc đua. Thời gian thực sự rất là nhanh và việc của chúng ta đó chính là chúng ta tận hưởng nó trước khi nó biến mất. Ok, và như vậy là chúng ta đã đi qua hai vị thần rồi. Còn vị thần thứ ba, Phong Thần Venti, bài thơ trời cao của chúng ta thì sao? Thu hoạch không ít đâu, mang đi đổi vài bình rượu ngon thôi. Khụ khụ, mời bạn nghe bài ca kho báu nhé. Hi hi, có muốn cảm ơn sự chiếu cố của Phong Thần không? Xét về trạng thái tinh thần thì chúng ta có thể thấy Venti, người đại diện cho tự do, thoải mái hơn so với lại hai vị thần trên. Câu đầu thì nghĩ tới rượu, câu sau thì nghĩ tới thơ, còn câu cuối thì trêu chọc chúng ta. Những lời nói vui vẻ tự do của một vị thần quyền lực nhất Mars Stark khiến cho chúng ta cảm thấy gần gũi hòa đồng mà quên đi ẩn sau đó là một vị thần khôn ngoan và cực kỳ trí tuệ. Và Venti phản ánh một cái điều cực kỳ đúng, những người thích trêu chọc những người khác là những người cực kỳ thông minh. Nhân vật thứ tư mình cảm thấy rất là ấn tượng đã chính là một nhân vật đầy chất thơ, Kayuha, ngọn gió tự do. Các anh em có đồng ý là trong tất cả các nhân vật thì Kayuha chính là cái người gần gũi với lại nhà lữ hành của chúng ta nhất. Đưa nhà lữ hành của chúng ta sang Inazuma nè. Bất ngờ xuất hiện gánh team hỗ trợ quân kháng chiến. Và các anh em có nhớ, nếu như mà không có Kayuha đỡ giùm cho chúng ta lưỡi đao vô tưởng thì có khi là nhà lữ hành của chúng ta đã lên đĩa rồi đó. Và vừa đây thôi, Kayuha còn cho chúng ta thêm cái cây đàn hạt nữa. Và câu đầu tiên của Kayuha đó chính là món quà của đất trời. Câu thứ hai là thật là an ủi. Và cuối cùng, săn được kho báu là một trong những thú vui khi du ngoạn khắp nơi. Kayuha, một lãng khách, người sống hòa mình cùng với lại thiên nhiên, và mọi báu vật anh ta nhặt được, anh ta đều cho rằng đó chính là món quà của đất trời. Và đây có lẽ là cái nhân vật thích đi phượt nhất ở trong Tây Vát sau nhà lữ hành của chúng ta. Kayuha có thể coi như là một sự đối lập cùng với lại Lôi Thần. Sâu thẳm ở trong trái tim của anh ta chứa đựng rất nhiều những cái mất mát, những cái nỗi đau. Xuất thân từ một gia đình quý tộc,
nhưng mà lại chứng kiến cái sự chia cắt cũng như là suy tàn của gia tộc mình. Nỗi thù hận với lại sự bất công và của huynh đệ đè nặng lên trên đôi vai. Nhưng mà Kazuha đã lựa chọn bỏ hết tất cả, sống lạc quan, hòa mình cùng với lại thiên nhiên, chìm đắm trong thơ và rượu. Không ham giàu có, cũng không cần sự hư danh, chỉ muốn như là cánh hải âu bay khắp bầu trời, phiêu lưu không cần đích đến. Và kể cả là có bảo vật giống như là cây đàn hạt thì cũng chia sẻ cùng với là người bằng hữu là nhà lữ hành. Không phải là anh ta không coi trọng cái bảo vật này, mà thật sự anh ta coi trọng cái người bằng hữu này hơn. Và bất chợt mình nhớ tới bài thơ của Kazuha: trời cao mây lẻ bóng, hoàng hôn ẩn hiện bóng cố hương, lay động tâm hồn kẻ tha phương. Ok, và đó chính là bốn nhân vật mình cảm thấy thú vị nhất. Còn những nhân vật còn lại thì cũng rất là hay, đôi khi còn khiến chúng ta phì cười luôn. Ví dụ như là câu nói của Hu Tao: chúng số rồi, mau chôn xuống đất, chờ nó mọc thêm nhiều rương nữa đi. Hu Tao làm rương giống như là cây vậy, khi mà chôn xuống thì nó sẽ mọc lên nhiều cây mới. Không biết là cô nàng sẽ nghĩ gì về chôn Chi Chi đây? Có phải là nó sẽ mọc ra nhiều Chi Chi hay không? Nói về lạc quan á, thì chúng ta có Klee với lại Yomiya. Klee là tôi cá rằng còn có nhiều rương ở bên dưới nữa. Còn Yomiya là tôi sẽ mở, để tôi mở, sẽ có nguyên liệu để mà làm ra pháo hoa đúng không? Còn về hạnh phúc mừng rỡ thì mình thích nhất là giọng của Bennett Fisco với lại Mona. Và đôi khi mình cảm thấy là tội cho Bennett với lại Mona vãi ra, hay có người tận cùng của sự đen đủi. Còn nhân vật đem lại cho mình nhiều cái sự bất ngờ nhất đó chính là Đi Lục. Đầu tiên thì mình nghĩ Đi Lục sẽ là một cái lão già, hiệp sĩ bóng đêm, coi thường tiền bạc, giống như là Batman vậy. Nhưng mà không phải, Đi Lục cũng giống như là Ninh Quang, coi trọng tiền bạc và tích tiểu thành đại. Và các anh em thì sao? Các anh em thấy câu nói của nhân vật nào thú vị nhất? Đừng quên chia sẻ xuống bên dưới, mình rất là muốn biết điều đó. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.我々ここに呼んでいる荒狂う世界に眠る宝よ我が祝福の名を呼ぶがいい古の出会いには趣があるした甲斐があった新しい食材だ大量大量 大事に使うね今後もこのようなことがあればいいのですが家賃と食費の足しになりますああお宝を見つけるのっていいですねこの箱妖魔退治に使える頑張った甲斐があった予想外の収穫だこれ使えるかも 箱収納できる宝の匂いこの世界も私に答えているの旅の収穫だねきちんとしまっておこう宝探しこれもまた一興です本日は運がいいようですこの幸運を大切に 正真正銘のお宝だ。俺がこんな幸運に恵まれるなんて、まるで奇跡だ。正真正銘のお宝だ。